Mua nick liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. Chào mừng anh em đã quay trở lại với hỏi đáp gaming của Toại. Tinh tế. Vâng, như vậy chúng ta sẽ đến với số tiếp theo, số thứ 32 của series hỏi đáp gaming. Toại thì vẫn sẽ cùng với anh em, chúng ta sẽ ngồi đây và trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến mọi thể loại game trên đời đúng không? Hôm nay sẽ có rất nhiều câu hỏi cực kỳ hay mà vô vàn anh em quan tâm nhưng mà không phải ai cũng biết. Và đầu tiên mình muốn nhắc lại một chút thì mình rất là cảm ơn những bạn nào đã thay mình vào rep những comment trả lời những câu hỏi mà mình chưa kịp rep những cái câu hỏi đó. Và mình không chỉ muốn đây là cái nơi mà mình chia sẻ quan điểm của mình mà đây là nơi mà tất cả chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái thông tin, những cái quan điểm về game và tất cả mọi thứ liên quan đến game anh em nhé. Rồi mà không để anh em chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Chu Mạc, bạn hỏi là anh Toại ơi, LOL tốc chiến sẽ được ra mắt vào đầu năm 2020 nhưng hiện tại em nghe nói là đầu tháng 7 tới tháng 8 thì nó mới được ra mắt, có thật không anh? Một lên sóng. Rồi, lên bây giờ thoại tốc chiến thì nếu mà gọi là ra mắt thì nó đã ra mắt rồi, nhưng mà nó ra mắt gọi là ra mắt cái server test. Server gọi là server test rất hạn chế và chỉ có một số người được lựa chọn thì mới được test cái server này. Và nó chỉ được test tại thị trường nội địa của Trung Quốc, các bạn lưu ý này. Và sắp tới đây thì Tencent sẽ mở một cái server gọi là, không phải là Tencent mà là Riot Games. Riot Games thì họ sẽ trực tiếp phát hành tại Việt Nam và họ sẽ mở một cái server beta test rộng mở hơn khoảng tầm là 100-200 nghìn người gì đấy. Và cái server này đã mở rồi, bạn nào có thể đăng ký trước thì sẽ có cơ hội được trải nghiệm trước các bạn nhớ. Thì cái server beta test này nó sẽ được mở trong khoảng tầm 1-2 tháng nữa, tức là đầu năm 2020. Tuy nhiên các bạn lưu ý này, sau cái server test này nó mở xong 100-200 nghìn người chơi xong thì họ phải hoàn thiện lại lần cuối và khi đó thì mới ra mắt phiên bản chính thức gọi là phiên bản global ấy. Thì phiên bản đấy, một số cái thông tin mình tìm vào được trên một số cái diễn đàn như Reddit các kiểu thì họ cho biết là sẽ được ra mắt tầm giữa đến cuối năm, tức là từ giờ đến giữa năm thì sẽ chưa có phiên bản chính thức của Liên Minh Thoại Tốc Tiền đâu. Thế nên anh em sẽ phải đợi một thời gian khá dài nữa thì mới được ra mắt cái phiên bản chính thức này nhá. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai là câu hỏi của bạn CombiMCTMIT, rồi tên rất dài, bạn hỏi là map mới của PUBG là Karakin. Sai rồi em nhé, cái map này là Karakin mới đúng. Thì anh nghĩ là mất bao lâu mới về PUBG Mobile ạ? Mình có thể khẳng định luôn với anh em này là nó sẽ không được ra mắt trên PUBG Mobile trong khoảng tầm nửa năm đổ lại đâu. Bởi vì sao? Có hai lý do. Cái lý do đầu tiên, lý do rất quan trọng thì mình đã nhắc đi chắc là với anh em rất là nhiều rồi, đó là việc cái quy trình để cập nhật một cái bản đồ trên mobile, một cái tính năng trên mobile so với PC là nó rất lâu. Cái bản đồ Karakin này được cập nhật trên server test của PUBG PC vào ngày 15 tháng 1 vừa qua và sắp tới đây ngày 22 tháng 1 thì nó sẽ được ra mắt trên cái server chính thức. Và vào ngày 30 tháng 1 thì mới được đưa lên cái server của console, tức là của Xbox One và PS4. Đấy, thì đó là cái server của PC thôi, sau đó nó sẽ phải đưa lên cái server test của PUBG Mobile này, Trung Quốc Game for Peace này. Sau đó mới được đưa lên cái phiên bản chính thức của Game for Peace này, lại đưa lên server test của PUBG Mobile quốc tế, rồi lại đưa lên server chính thức của PUBG Mobile quốc tế, lại đưa về server của Việt Nam. Tức là nó sẽ trải qua một cái quy trình rất dài thì mới được cập nhật server chính thức của VNG được chưa? Cái lý do thứ hai, một lý do vô cùng quan trọng, đó là liên quan đến Horizon 2.0. Tại vì sao lại liên quan, để hai cái map hoàn toàn khác nhau mà. Thì Tencent họ sẽ không cập nhật Karakin cùng lúc hoặc là gần sát cái thời điểm ra mắt Horizon 2.0 đâu. Rõ ràng là không bao giờ mà có hai cái tính năng hot, hai cái bản đồ hot họ đưa vào cùng một thời điểm đúng không? Khoảng tầm 1 đến 2 tháng nữa thì Horizon 2.0 sẽ được cập nhật trên cái phiên bản chính thức của PUBG Mobile. Và các bạn lưu ý là khi mà họ ra mắt Horizon 2.0 đúng không? Thì họ sẽ dồn toàn bộ nguồn lực vào marketing vào cái bản đồ đấy. Tức là họ sẽ kéo người chơi vào cái bản đồ mới đó. Và khi mà Horizon 2.0 nó bị nguội đi rồi, nó bớt đóng hồi đi rồi thì họ mới cập nhật cái Karakin, tức là họ sẽ không đưa cùng lúc hai cái bản đồ cập nhật sát nhau đâu. Các bạn thấy là Horizon 2.0 trên PC nó cập nhật cái đây 4-5 tháng thì bây giờ mới có Karakin đúng không? Thì mobile nó cũng sẽ là như vậy. Phiên bản tiếp theo 0.17.0 thì sẽ chưa có Horizon 2.0, thật ra chúng ta phải đợi 1-2 tháng nữa thì mới có cái Horizon 2.0 đó. Và 4-5 tháng sau thì mới có Karakin, thật ra anh em cứ đợi nhá, đợi khá lâu đấy. Rồi, mình sẽ đến với câu hỏi thứ ba là câu hỏi của bạn Neko, bạn có là hai anh, chúc em một ngày tốt lành. Em muốn hỏi là game Genshin Impact, không phải là Genshin mà là Genshin em nhé, Genshin Impact của MiHoYo thì sẽ được ra mắt khi nào vậy anh? Bắt đầu lên sóng. Rồi, và đầu tiên thì mình muốn bật mí cho anh em một cái thông tin mà mình là một trong những YouTuber rất là may mắn khi mà được MiHoYo họ gửi email và mời mình tham gia trải nghiệm trước cái tựa game này và chia sẻ lại cho những người viewer của mình, tức là giúp mình làm marketing cho họ. Họ sẽ trả mình một khoản phí nhưng mà chưa có nhá. Thì cái tựa game Genshin Impact này nó mới ra mắt cái server test gần nhất là ngày 16 tháng 1 vừa qua. Cái đấy mình cũng chưa được trải nghiệm.
Và đó là tựa game rất là hay, game thế giới mở khi game vừa loot đồ, vừa xây nhà, vừa giết quái các kiểu. Và nó theo cái phong cách đồ họa anime rất là hay em nhé. Và điều đặc biệt nữa của cái tựa game này là nó sẽ chơi chung cái phiên bản mobile, chơi chung với PC. Ví dụ với PUBG thì có là PUBG Mobile, nó sẽ có đồ họa thấp hơn PUBG PC đúng không? Nhưng mà với Genshin Impact ấy, thì phiên bản mobile sẽ chơi chung cái đồ họa bản PC. Thế ra với những cái con smartphone phải cực mạnh thì mới chơi được tựa game này, từ iPhone 8 Plus, iPhone X trở lên các bạn nhé. Thì đó là cái thời điểm ra mắt bản beta thì ngày 16 tháng 1, còn bản chính thức thì khoảng tầm 3 đến 4 tháng nữa. Theo như cái email mà người ta gửi cho mình là như vậy, thì mình chỉ tiết lộ cho anh em vậy thôi. Còn lúc nào mình được trải nghiệm sớm thì mình sẽ chia sẻ lại cho anh em nhé. Hôm nay mình bị nghẹt mũi của anh em, rất là thông cảm cho mình. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Bùi Minh Chiến, bạn gọi là anh Toài đẹp trai, cho em hỏi là những web nào nạp tiền PUBG Mobile hợp lệ vậy anh? Rồi, có rất là nhiều bạn inbox cho mình bảo là web này nạp tiền uy tín không, web kia nạp tiền uy tín không, lừa đảo không, thì mình xin nhắc lại với anh em luôn. Hiện tại chỉ có một trang web nạp tiền duy nhất mà được gọi là hợp lệ và là cổng thanh toán chính thức của VNG, đó là pay.zing.vn gạch chéo PUBG Mobile. Mình nhắc lại là pay.zing.vn gạch chéo PUBG Mobile. Thì đây là cổng thanh toán chính thức của tựa game PUBG Mobile tại thị trường Việt Nam. Còn nếu các bạn nạp thẻ qua những trang web, những người trung gian từ bên thứ ba, thì sẽ có hai điều mà mình khuyên anh em là tuyệt đối hạn chế không nên nạp. Thứ nhất, đó là vấn đề về lừa đảo. Rất nhiều bạn nhắn tin cho mình bảo là bị lừa tiền, cái chỗ này nạp vào nhưng mà nó không ra tiền trong game các kiểu, không ra UC các kiểu, thì đó lừa đảo nhá. Và VNG sẽ không giải quyết những tình trạng đó, những cái tình huống đó. Cái lý do thứ hai đó là cái vấn đề liên quan đến việc là sau này nếu như cái tài khoản của bạn có bất kỳ những cái vấn đề nào liên quan đến tiền trong game hoặc là những cái vấn đề nào, thì VNG nhà phát hành họ sẽ không giải quyết những cái vấn đề phát sinh đó. Vì sao? Bạn chơi game của người ta mà bạn không nạp tiền qua cái cổng thanh toán của người ta mà lại đi nạp tiền qua một cái chỗ khác, đúng chưa? Thì rõ ràng là người ta sẽ không giải quyết những cái vấn đề phát sinh, những cái lỗi trong game dành cho các bạn. Thì các bạn lưu ý nên nạp tiền qua cổng thanh toán chính thức, vừa uy tín vừa chắc chắn, và sẽ được là VNG họ sẽ đảm bảo những cái vấn đề phát sinh sau này. Cái này không phải là mình quảng cáo cho công ty của mình nhá, mà là mình muốn mang lại những cái lợi ích nhất, những cái quan trọng nhất và những cái tối ưu nhất để cho các bạn khi các bạn nạp tiền vào chơi game. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo, cũng là câu hỏi cực kỳ hay, câu hỏi của bạn Cơm Chiên. Bạn gọi là anh Toại ơi, khẩu AKM khác gì với khẩu AK47 không ạ? Rồi, nếu các bạn chơi game không ấy thì AKM nó chả khác cái quần què gì so với AK47 cả, nó chỉ khác ở ngoài đời thôi. Và khác như nào? AKM là phiên bản cải tiến của AK47, được sản xuất vào năm 1950 đúng không? Thì AKM nó sẽ khác như này, đầu tiên là nó sẽ khác chữ M, M tất nhiên là khác 47 rồi. Mình đùa đấy, cái khác đầu tiên nó đến từ việc là chất liệu làm vũ khí, làm súng. Thì AKM nó sử dụng loại thép có cái độ bền tốt hơn và ít reset hơn so với AK47. Cái khác thứ hai đến về chất liệu đó là việc AK47 thì sử dụng cái gỗ, tức là cái báng súng này, cái tay cầm ốp lót trước thì là gỗ đúng không? Đó là gỗ nguyên khối, gỗ tiện trên cây xuống, tức là lấy gỗ về đúc ra cái khuôn và lắp vào khẩu súng. Còn với AKM thì đó là gỗ ép, các bạn lưu ý này, họ ép lại từ một số các loại gỗ khác và nó cho cái độ bền tốt hơn. Và tổng quan lại thì chính vì sử dụng cái chất liệu mới, thật ra cái khẩu AKM nó nhẹ hơn khẩu AK47 tới 25%, nhẹ hơn tới 1/4, rất là quan trọng trên chiến trường các bạn nhớ, mang vác thì nó đỡ nặng hơn. Cái khác biệt tiếp theo nữa nó đến từ việc đó là cái đầu đồng. Cái đầu đồng của khẩu AKM ấy thì nó có một cái gọi là cái vòng chắn lửa đầu đồng, thì nó giúp cho cái việc là khi các bạn bắn khẩu AKM này thì nó đỡ giật hơn so với khẩu AK47. Và điểm khác biệt tiếp theo nữa nó đến từ việc là cái thiết kế cái báng súng cũng như là cái ốp lót tay cầm trước thì giúp cho việc là cầm nắm dễ dàng hơn và nó chắc chắn hơn. Thì tổng còn lại AKM là phiên bản nâng cấp của AK47, giúp cho các bạn là ít giật hơn này, nhẹ hơn này và đảm bảo độ chính xác cao hơn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Yêu Game, và đây cũng là câu hỏi cuối cùng trong số đáp ngày hôm nay. Mình đánh giá đây là câu hay nhất trong số đáp này. Câu này rất nhiều bạn quan tâm và mấy chục nghìn bạn đang xem video này, chỉ có vài bạn biết thực sự cái câu này ý nghĩa là gì thôi. Anh Toại ơi, tại sao các game thế giới mở lại có STS vậy? Và cái STS này thì nó là chủ ý của nhà phát triển hay là lỗi game vậy? Đấy, nhiều bạn không biết STS nghĩa là gì đúng không? Thì bạn này biết thiếu là EASTR nhá, thiếu chữ A nhá. Thì STS nếu các bạn dịch ra thuần Việt nó có nghĩa là trứng phục sinh đúng không? Tuy nhiên thì STS trong game thì nó được giải thích như này. Đó là những cái chi tiết hoặc là những cái điều thú vị nhỏ mà những cái người làm game hoặc là những đạo diễn, những người làm phim
họ đưa vào một cách rất tinh tế trong cái bộ phim, trong cái tựa game đó để tăng thêm phần thú vị cho người chơi. Bên ví dụ nhá, khi các bạn chơi, các bạn dùng trình duyệt Google Chrome đúng không, thì khi mất mạng các bạn sẽ thấy là có một con khủng long và các bạn chơi được cái tựa game khủng long đấy, thì đó gọi là cái STS, một cái điều thú vị trong cái trình duyệt đấy. Hoặc là khi các bạn chơi Super Mario ấy, thì bạn bắt buộc là phải chạy, chạy chừng nào chết thì thôi đúng không. Tuy nhiên nếu các bạn nhấn tổ phím là A cộng Start thì các bạn sẽ có thể quay trở lại ngay lập tức là từ đầu cái map đầu đấy mà chúng ta sẽ không mất mạng. Thì đó, tức là khi các bạn xem phim, các bạn chơi game, các bạn làm những cái, sử dụng những cái trình duyệt thì nó sẽ có những cái điều rất là thú vị mà bạn đang phải thực sự tinh tế, chơi lâu, chơi nhiều, phải để ý rất kỹ thì mới thấy ra được những cái tinh tế đấy. Thì những cái điều nhỏ đấy nó được gọi là cái STS, được chưa? Những cái điều thú vị nhỏ nhặt giúp cho tăng cái độ thú vị trong cái tựa game và trong những cái bộ phim, được chưa? Rồi, vậy thì cái nguồn gốc xuất hiện của cái STS này là như nào? Mình sẽ giải thích luôn. STS thì nó là trứng phục sinh, nó được ăn trong ngày phục sinh. Phục sinh tức là cái ngày mà Chúa Giêsu hồi sinh sau khi bị đóng đinh lên cái cây thánh giá ấy. Nhớ là phục sinh nó khác Giáng sinh em nhé. Giáng sinh là Chúa Giêsu ra đời, còn phục sinh là Giêsu hồi sinh sau khi chết, sau khi bị đóng đinh, được chưa? Thì vào cái ngày lễ phục sinh này, những gia đình ở phương Tây theo đạo Kitô, họ sẽ mang những cái quả trứng đi luộc, trứng gà, trứng vịt đi luộc, và họ tô, họ trang trí những cái màu sắc rất đẹp, hoặc là họ dùng những viên sô cô la này, viên kẹo này, màu sắc sặc sỡ và đi giấu quanh nhà, quanh vườn. Khi đó thì những đứa trẻ con trong nhà nó sẽ đi tìm những cái quả trứng đấy, đứa nào tìm được thì là may mắn, được chưa? Và tìm những cái viên kẹo, viên sô cô la, tìm những quả trứng đấy. Thì cái đấy gọi là nguồn gốc xuất hiện của cái STS, trứng phục sinh. Và trong game, trong phim nó cũng như vậy, tức là đạo diễn phim, người làm game họ muốn là cái người xem, cái người chơi phải đi tìm những cái điều thú vị trong cái trò chơi đấy, trong những cái tựa game đấy, những cái bộ phim đấy thì mới phát hiện ra. Và thực sự bạn nào phải rất vô cùng tinh tế, phải để ý thật kỹ và phải chơi thật nhiều thì mới thấy được những cái điều đặc biệt đó. Đó là cái nguồn gốc của STS mà mình giải thích cho các bạn. Vậy thì cái STS này là chủ ý của nhà phát triển hay là lỗi game vậy? Nó hoàn toàn là chủ ý của nhà phát triển nhá. Không phải là có lỗi đâu. Mình ví dụ trong PUBG Mobile, các bạn để ý này, và trong PUBG PC này, thì khi mới xuất hiện cái map là Vikendi đúng không? Chúng ta có cái hang động, và cái hang động đấy chứa rất nhiều thùng thính. Thì đó chính là cái STS, một cái điều thú vị cho cái bản đồ Vikendi đấy, được chưa? Và sau này tại vì nó giàu quá, nhà phát hành người ta đóng luôn cái hang động đấy rồi, thì chúng ta mất đi cái STS đấy. Đây là câu hỏi rất hay, mình muốn chia sẻ về cái thông tin game, cái kiến thức game dành cho anh em. Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng trong số đáp ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất kỳ những câu hỏi nào, những thắc mắc nào, những câu hỏi thật là hay như cái STS này, đừng quên là comment bên dưới video nhé. Mình sẽ cùng với anh em trả lời tất cả những câu hỏi, những thắc mắc đó trong các số đáp tiếp theo. Chúc cho tất cả các bạn sẽ sớm được lên sóng với những câu hỏi thật hay của mình. Đừng quên nhấn subscribe nếu thấy video hay hay và bổ ích nhé. Sẽ đi hỏi đáp gaming sẽ còn hay hơn nữa nếu các bạn hỏi thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại tinh tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.